33 đó mà được con 33 thì tuyệt vời. Chắc này vỡ cành rào rồi, cày kia. Đã đầy, cả lúc nhau giúp. Giết vậy? Cái gì? Đấy, ầm ầm. Ấy. Ấy. Con gì đấy? Chuột bè. Ở đây đầy cá chuối nhưng mà không bắt được. Ui, con gì đấy? Ui ui. Ui ui. Đấy, đây mới là con rô phi này. Đây, đấy. Ui. Ui. Ba toa luôn. Đấy. Rồi đi. Bắt đi đâu về. Đâu đây đi. Đâu về nuôi vịt. Con to này. Như thế là êm đấy. Kìa là nhảy xong mới ra đi. Còn đi không? Đây khỏe lên, xuống. Giờ sắp xuống rồi. Một con ngu ấy. Đây khỏe lên. Khỏe lên. Ui, nhảy rơi rồi. Bom. Thả lưới chắc là nhưng mà đâu có cá tuần bẻ thôi, sợ con cá tuần bẻ. Cá sộp nổi đầy đâu bây giờ. Cá sộp nổi lên nó câu ở đây này. Nổi đầy. Nó cắn. Bất nghe mồm nó không cắn nó cứ lỗi gì đấy. Anh Quang hết sức ra nào. Hắn mạnh nha. Mạnh hết sức nào. Ở đây có cây hoa đẹp nhỉ. Ui dồi ôi. Đây, cây hoa đẹp phết nhỉ. Chỗ này là mình chỗ đây phải trồng trước trước cửa nhà ấy, đẹp phết. Cho trong cái chậu nhỉ. Không tỉa hết cái lá khô đó ấy, úa đi. Dòng à? Dòng đấy, có thể là mấy một khâu rồi ấy. Khoan không? Ui chết. Kẹo rồi, chậu ơi. Nồi chéo đi, nồi vát đi. Nồi vát, nồi sang mé bên này. Mắc rồi. Nồi vát nó sang mé này, bên này không nồi được, thì lại nồi vát sang mé bên kia. Nhau nhá nhá. Lên chưa? Lên. Thế giá hết rồi kéo đâu. Rô phi đang lờ là trên. Ui rồi. Hai rô phi to ạ. Ô con rô phi này. Úi giời. Nhìn rồi. Này, này tháo một lỗ rô phi. Rô phi này là ăn ngon rồi. Ui con gì to ấy. Rô phi à? Ui, loạt. Loạt rồi. Toàn rô phi không này. Loạt rồi. Quăng xa là mới được rô phi. Ôi, rô phi to không? Đấy, là một mẻ đây.
dẹ vì thích không cái gì chưa cứ rồi thôi lấy con rô phi được khoan xem khoan luôn nó mới ngon ngon. Kiệm còn một thằng ca cái thì kiệm con luôn là toàn ngon đúng không con này to này ăn thì con này khác gì ở chợ đã luôn ăn mấy khoai đấy con một bé con lúc phi thích số nữa đâu con lấy xe đây đi ôi cái đầy rồi á xe con đây qua đây em chỉ chìa khóa rồi. Ở đây không có người nước ngoài đâu. Mất phát biết ngay, mất phát kiểu gì cũng nhìn thấy nó chạy ra trên đường to. Đấy mày thấy tròi luôn, thì tao mua xe mới nhỉ. Mày nhìn thấy cái mớ cá nó rộng này nhìn thích không? Nó nhảy lên thì tao tròi mày luôn. Quay này đây để sau này làm cái kỷ niệm sau này. Ví dụ bây giờ xem không hay, sau này mình xem lại sẽ hay. Quăng méo méo mà. Mà đi hay à? Hào hoán à. Mất chi. Cô ý à? Nó mất chi bản này. Công chẳng mấy đầu cha bản chi bản. Đi qua cầu Đà Nẵng đi trên này mà. Úi giời cao thủ, úi giời. Đi đúng. Hả? Dãy mà. Đang giúp rất là nhiều nha. Có nghe quá không? Xem ăn. Kìa, ui con cá rô giúp đi à. Nói về. Ui. Vì làm tóm lên đây này. Đồ phi kìa. Đồ phi rồi. Đấy, đồ phi đấy, kéo nó loạt. Có đấy, nhìn mẹo này thì xong không? Không? Chắc không bằng mẹo vừa rồi. Hai dông phi, ba dông phi, một đàn nhanh lên. Ui, kìa. Con không ra nữa rồi, vào túi không ra nữa rồi. Con nào rơi thì nó là rơi rồi. Đấy. Ôi, con dông phi ăn tận ở trên này. Con xa. Đây, chìa khóa thành con này. Đá đó, con này lấy làm gì vậy? Đang đi dọn bé, bé thì nó ở dưới, nó tựa vào tường đấy. Con này ngoan này, con cá giếc này. Ui, con kia to. Này cho nó xuống. Đấy. Đấy, đàn nhá. Nhảy từng này. Nhiều này ăn đâu hết. Đang quăng ra ngoài nhiều cá rô phi. Đấy, thả đây. Rồi. Cho này nó phun thuốc cỏ. Ui, một xô cá rồi. Đây, thành phẩm đây. Ui dồi ôi, con này to đấy.
Thằng quá. Đấy, rút rồi. Đã rút rồi. Đang nhiều cá. Nhiều lắm, cái này đây rồi. Đây là tắm chép. Tắm chép. Tắm chép nó sẽ có chép nhưng mà không ấy. Bắt được cái chép rút. Hôm đây không cứ làm ít rô phi này về ăn ngon. Ui đấy, cứ làm ít rô phi thôi. Không cho nên cần phải về bé gì vào thành em ăn này đây mất xô ốc ra riêng. Ốc này làm lâu lắm. Ốc này luộc phát là kêu ra là lấy lưỡi, kêu ra bắt đầu lại còn phải cắt lưỡi ốc nhân. Đấy. Con nó nhét đòi vào lồng ấy thành côn ạ. À.